Mến chào các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay, vào dịp cuối tuần thì em sẽ vào bếp thực hiện món gỏi hải sản khoai môn, đổi vị cho mâm cơm gia đình. Nếu yêu thích món gỏi này, sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện. Đầu tiên để thực hiện món gỏi hôm nay, ở đây thì em có sử dụng là 700g mực tươi. Tùy theo sở thích thì các anh chị và các bạn có thể lột hoặc là để nguyên ra. Sẽ làm sạch miệng và mắt mực, rửa lại bằng nước muối thêm vài lát gừng để khử mùi tanh. 300g tôm sống, các anh chị và các bạn nên chọn mua tôm kích cỡ vừa. 2 tép giá cây đập dập cắt khúc 3cm để luộc tôm mực được thơm. Tiếp theo đó sẽ bắc nồi lên bếp thêm một lượng nước phù hợp để luộc tôm mực. Cho giã vào rồi nấu cho sôi. Khi nước đã sôi sẽ cho tôm mực vào để luộc chín. Để khử mùi tanh tuyệt đối thì các anh chị và bạn có thể thêm vào đây là một thìa canh rượu trắng. Rồi luộc trong 5 phút để tôm mực sẽ được chín. Tôm và mực đã được luộc chín sẽ lấy ra ngoài để cho nguội. Đối với tôm sẽ lột vỏ, bỏ đầu và chỉ lưng. Mực sẽ thái miếng nhỏ vừa ăn. Các nguyên liệu tiếp theo để thực hiện món gỏi đó là một củ khoai môn 400g, một củ cà rốt 150g, hai quả dưa leo 200g, sẽ ngâm nước muối và rửa cho sạch. Tiếp theo, cà rốt, dưa leo sẽ thái sợi. Cho vào một cái tô, sẽ ướp với 1,5 thìa canh đường. Hai thìa canh giấm ăn. Sẽ trộn đều. Đây là cách khử mùi hăng cho cà rốt, giảm lượng nước có trong dưa leo và cà rốt khi trộn gỏi sẽ mềm, thấm vị mà không ra nước. Rồi sẽ ướp trong khoảng thời gian là 15 phút. Tiếp theo đối với khoai môn sẽ thái sợi nhỏ. Cho vào một cái tô. Sẽ trộn đều với 2 thìa canh bột chiên giòn. Sau đó bắc chảo lên bếp, thêm một lượng dầu ăn lớn đủ chiên ngập khoai môn. Dầu đã sôi sẽ cho khoai môn vào để chiên tới khi chín vàng giòn.
Khoai môn đã được chiên vàng giòn, sẽ vớt ra ngoài và để cho ráo dầu. Sau thời gian 15 phút, sẽ cho cà rốt và dưa leo vào một tô nước đá lạnh. Ngâm trong khoảng thời gian từ 10 tới 15 phút, khi ăn sẽ giữ được độ giòn. Tiếp theo đó là phần nước mắm trộn gỏi. Sẽ cho vào tô là 4 thìa canh nước mắm 60 độ đạm sẽ ít mặn, 3 thìa canh nước lọc, 3 thìa canh nước cốt chanh, 1 thìa canh tương ớt giúp nước trộn gỏi sẽ được keo hơn. Hai thìa canh đường cát. Sẽ quấy cho tan hỗn hợp. Rồi cho tỏi và ớt băm vào. Ớt cay tùy theo khẩu vị của gia đình sẽ tăng giảm làm sao cho phù hợp. Nước mắm trộn gỏi đã được làm xong, sẽ chuyển qua công đoạn trộn gỏi. Rau thơm phù hợp cho món gỏi sẽ là rau húng lủi, rau mùi cắt khúc, rau ngào gai thái nhỏ, đậu phộng rang đập dập sẽ giúp món gỏi được thơm ngon hơn. Sẽ cho hỗn hợp dưa leo, cà rốt, thêm ớt rừng thái lát vào một cái tô. Tiếp theo đó là tôm đã lột vỏ, bỏ đầu và chỉ lưng, mực thái miếng nhỏ vừa ăn vào. Rồi nêm nước trộn gỏi vào từ từ sao cho vừa ăn. Dùng tay trộn đều cho thấm vị. Món gỏi đã vừa vị, sẽ cho rau thơm vào. Kèm theo đó là 1/2 đậu phộng rang đập dập. Rồi trộn đều và nhẹ tay. Món gỏi đã xong sẽ cho ra đĩa. Cuối cùng sẽ rắc lên trên một chút đậu phộng rang đập dập hoặc là hành phi nếu thích. Qua các bước làm đơn giản từ nguyên liệu dễ mua, món gỏi hải sản khoai môn đã xong. Khi ăn sẽ có vị chua cay, mặn ngọt kết hợp với khoai môn giòn bùi, mềm ngọt của tôm mực rất hấp dẫn. Ăn kèm với bánh phồng tôm hay bánh đa sẽ rất ngon. Cách làm không khó, thêm một chút thời gian thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và thực hiện tại nhà để cùng gia đình thưởng thức vào những dịp cuối tuần hay là ngày nghỉ lễ nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.